Rồi, xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Sơn PS. Trong video này thì Sơn sẽ chia sẻ với các bạn về hình thức kiếm tiền online trên trình duyệt Vray. Và đây là cập nhật mới nhất mà các bạn cần phải xem. Hãy dành ra đâu đó khoảng 10 phút trong thời gian tới nghiêm túc và Sơn sẽ chia sẻ với các bạn tất tần tật về cách kiếm tiền với Vray này. Và chia sẻ với các bạn ở đầu video đó là Sơn đã có thể kiếm được tiền khoảng 200 triệu với nó như thế nào được các bạn. Và một người bạn của Sơn trong cái đợt vừa trước á, thì Sơn cũng có review cho các bạn rồi đúng không nào, thì bạn này đã rút được về gần 200 triệu, gần 200 triệu với Bray. Các bạn có thể vào trên phần kênh YouTube của Sơn PS và phần vào phần danh sách phát ở đây, sau đó các bạn bấm vào phần đó là bằng chứng thu nhập kiếm tiền online. Thì trong video này thì Sơn có tiết lộ cho các bạn về một cái case study kiếm được khoảng gần 200 triệu như nào. Tuy nhiên rằng con số này thì mình cũng có thể đạt được. Rồi, thì bây giờ cho các bạn coi tất cả những cái tài khoản mà Sơn đang làm được ok. Còn nếu như bây giờ bạn vẫn chưa biết kiếm tiền Vray là gì thì các bạn có thể tìm hiểu lại những video trước mà Sơn có ghim lại ở phía bên dưới video này để các bạn có thể tìm hiểu thêm nhá. Rồi, đây là cái tài khoản số 1 của Sơn về Vray. Và cái tháng trước thì mình rút về 517 đồng BAT. Thì cái thời điểm lúc đó đồng BET lúc đó đang là khoảng là 0.17 đô. Thì mình rút về là được khoảng 2 triệu, hơn 2 triệu. Nó không có thấm thía gì so với tháng này hết các bạn đấy, thấy chưa? Đây là con số mà mình chưa rút về. Mà ngày 8 tới tháng 10 là cái ngày mà Ray sẽ trả tiền đồng BET về với cái tài khoản phí uphold. Rồi thì bạn chưa biết cách kiếm tiền với Ray thì ngay lập tức hãy kéo xuống đường link phía bên dưới video này và mình có tổng hợp lại những cái cách kiếm tiền được Ray để dành cho người mới bắt đầu. Thì đây là tài khoản số 1 có 8.188 đồng BAT. Rồi, đây mình sẽ lưu nó lại. Tài khoản số 1 là 8.188 đồng BAT. Thì trong video này là mình sẽ chia sẻ cho các bạn những cái yếu tố như sau. Đầu tiên đó là lượt confirm sau 30 ngày. Số 2 đó là cập nhật trả thưởng tại các quốc gia. Và số 3 là cách để các bạn tuyển lính. Nhưng ở đầu tiên thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn tài khoản số 1. Tài khoản số 1 thì lúc này mình đang có là, thôi bây giờ mình sẽ cộng ở đây cho nó dễ, 8.188 này. 8.188 đồng BT. Rồi, tài khoản số 2 là mình đang có là 2.612 đồng BT. 2612. Ôi, sorry, chưa quên cộng. 8188 cộng 2612 cộng với cả tài khoản số 3 đó là 3169. Cộng với cả tài khoản số 4 đó là 2670. Đấy, nên các bạn có nhiều bạn ấy thì nói với Sơn rằng là ông Sơn là ông ấy chia sẻ những cái điều như vậy ấy, thì ông ấy kiếm được tiền chứ ai kiếm được tiền đâu. Nhưng thực ra các bạn hiểu không? Những cái mà Sơn chia sẻ cho các bạn đó thì Sơn chỉ tuyển được một chút thôi. Không đáng là bao nhiêu hết. Dựa vào những cái năng lực mà Sơn có thể làm được ở bên ngoài khác nữa. Nên góc độ đây mình chia sẻ đó là mình giúp cho các bạn. Không ai tin tưởng mình làm theo mình có được thêm thu nhập, giúp nhau kiếm được tiền. Không chứ đừng có nói xấu nhau làm gì các bạn, điều đó cũng chả có hay gì hết á, được không nào? Tài khoản số 5 mình đang có 1.873. Ôi, quên mất. Có gì đó sai sai. 2670. À đúng rồi. Cộng với 1873. Cộng với 590. Tài khoản này là tài khoản mới nên bởi vậy nó mới chỉ confirm cho mình được 20 lượt confirm thôi, chưa nhiều. Đây, tài khoản này cũng vậy, có 430 đã lót rồi nhưng mà chưa có được 30 ngày. Tài khoản số 8 cũng vậy. Rồi thì tổng kết lại mình đang có 19.102 đồng BT chưa được rút về. Thì bây giờ sorry các bạn, khi mà mình bấm dấu bằng á, như vậy á, là hiện tại là mình đang có 19.102 đồng BAT và chưa được thanh toán về. Đây, đây là một cái tài khoản thật của mình nha các bạn. Đấy, là một cái tài khoản ví dụ để mô. Thì giả sử đi,
19.102 đồng BT này mà nhân lên với cả cái giá BT là 0.17 đô trên một đồng. Lần trước á, cái giá này nó bắt đầu nó lên 0.2 cơ. Có thể là lần này mình sẽ giữ chứ mình sẽ không có rút nó về tiền mặt thật. Thì đâu đó mình sẽ có khoảng 3.247 đô trong tháng này. Nhưng còn mấy ngày nữa cơ các bạn, chưa có kết thúc nha. Và nhân lên cái mệnh giá là 23.000 Việt Nam đồng. Thì số tiền tháng này mình có thể rút được về là khoảng 75 triệu rồi. 75 triệu, tuyệt vời. Tuyệt vời, đủ tiền nó mua một con xe mới đúng không các bạn? Đủ tiền mua một con xe mới. Thì các bạn hãy nỗ lực đi, chỉ cần nó bằng 1 phần 10 của Sơn thôi cũng rất là tuyệt vời đúng không nào? Có được tiền đi, rồi xong các bạn nó học vào chương trình chuyên sâu. Sau đó Sơn nó sẽ luyện cho các bạn, Sơn huấn luyện cho các bạn để các bạn có thể tạo được cái nguồn thu nhập khủng khiếp. Đó thì đó là cái điều mà Sơn cam kết đó. Đấy, được chưa? Rồi nhá. Các bạn nên nhìn thấy cái bằng chứng thì các bạn có thể làm và hành động được. Thì đầu tiên này Sơn sẽ giải đáp cho các bạn, đó là lượt confirm sau 30 ngày. Đó thì nhiều bạn nói với ủa em có download rồi nhưng mà tại sao á em vẫn chưa được nhận đồng DBT ở đây. Thì xin thưa với các bạn đó, lượt confirm này nó sẽ tính cho các bạn sau 30 ngày. Sau 30 ngày thì nó mới confirm và nó mới tính, và trên một confirm như vậy nó sẽ tính là đồng BT cho các bạn. Thì dựa vào cái giá BT thời điểm lúc đấy thì cứ nó sẽ trả cho các bạn một lần confirm đây là khoảng 50 đô la, 5 đô la. Giả sử đi. Cái thời điểm lúc này đồng BT đang có trị giá là 0.17 đô. Thì họ sẽ trả cho các bạn nó là 29 gần 30 đồng BT. Sau đó các bạn có thể bán nó cái đồng BT này đi và lấy được tiền về, tiền mặt nha các bạn, về tài khoản ngân hàng. Đó thì các bạn đã hiểu được cái cách làm chưa? 30 ngày, sau 30 ngày nha, chứ không phải là bạn mới giới thiệu thì các bạn được ngay cái kết quả. Cái câu hỏi số 2 đây đó là khi mà các bạn đã giới thiệu thì cái người đó có cần phải đăng ký bằng email thì không? Thì câu trả lời là không cần. Họ chỉ cần nó là người dùng thôi, hoặc sử dụng cái trình duyệt Ray thôi, chứ họ không cần nó phải đăng ký tài khoản giống như của bạn. Các bạn nó trở thành cộng tác viên, trở thành publisher thì các bạn mới cần phải đăng ký tài khoản thôi nha các bạn. Một điều nữa đó là cái cập nhật trả thưởng cho các quốc gia. Thì hôm nay là ngày đầu tháng thì mình sẽ chia sẻ với các bạn điều này. Đó là vào ngày đầu tháng 10 thì họ bắt đầu có cái cập nhật mới. Có một vài quốc gia họ sẽ tăng cái giá trả thưởng lên. Cũng có một vài quốc gia đó thì họ sẽ giảm cái giá trả thưởng đi. Nhưng nếu như bây giờ các bạn thử target tới cái nhóm đối tượng này thì các bạn sẽ có được khoảng 7.5 đô trên một lượt giới thiệu. Ở cái thông báo này thì mình cũng không có biết được, có thể là mình phải qua một cái tháng để mình kiểm chứng qua. Các bạn này, ở đây thì nó ghi là bắt đầu vào ngày 1 tây tháng 12 năm 2019. Trong khi đó một vài những cái thông tin nó trước đây ấy, thì nó lại ghi là bắt đầu vào ngày 1 tây tháng 10. Đó, thì cái này nó ghi là bắt đầu ngày 1 tây tháng 12 2019 thì mới bắt đầu chuyển đổi cái điều này. Thì mình cũng chưa có xác thực được, nhưng coi như chúng ta cũng có một cái sự chuẩn bị trước. Thì các bạn hãy làm sao tuyển được những cái rep referral ở các quốc gia group 1, 2 và 3 thì rất là tuyệt vời. Đúng không? Thì các bạn sẽ được cao nhất là khoảng được hơn 750 đô đi. 7,5 nhân với cả 23.000 thì các bạn sẽ được 172.000 trên một lượt giới thiệu, khủng khiếp. Quá tuyệt vời. 172.000 trên một lượt giới thiệu các bạn. Đó thì làm sao các bạn nó tuyển được cái referral ở đây? Có cái cách tuyển như thế nào? Thì các bạn đã vào trong chương trình học chuyên sâu mình có chia sẻ cho các bạn nhé. Bởi vì không thể nào chia sẻ số lượng lớn cả hàng nghìn người làm theo được, các bạn hãy thông cảm nhé. Rồi, còn nếu giả sử đi qua bây giờ các bạn không biết cách chia sẻ ở những các quốc gia khác thì các bạn có thể là sẽ nằm ở trong quốc gia top 5, các bạn được 1 đô. Nhưng thực ra đối với mình á, một cái ứng dụng gì mà các bạn chia sẻ về mà các bạn được 23.000 trên một lượt giới thiệu á, thì nó rất là cao. Các bạn biết những cái ứng dụng như báo mới hay là Việt Nam ngày nay, những cái GoLive chia sẻ ra các bạn chỉ được có 1-2.000 thôi mà nhiều người còn kiếm được hàng trăm triệu. Thì huống chi cái này một lượt giới thiệu vẫn rất là ngon khi mà các bạn đã kiếm được 23.000 trên một lượt giới thiệu. Còn một vài bạn khác, giả sử đi các bạn đã đang ở quốc gia là Hồng Kông, các bạn đã đang ở làm việc ngoài nước ngoài, các bạn đã đang ở Singapore, hay là các bạn đã đang ở bên Nhật Bản, hay là các bạn đã đang ở bên Mỹ, thì cái lượt giới thiệu của bạn vẫn tương đối rất là cao. Thì hãy tận dụng cái quốc gia mà bạn đang ở để các bạn kiếm được thu nhập thêm. Đó thì đó là cái điều mà Sơn nó muốn cập nhật cho các bạn. Rồi, còn một vài bạn chưa biết cách để tuyển lính thế nào, tuyển referral làm sao, thì các bạn có thể là vào cái kênh YouTube của Sơn này, các bạn tìm kiếm. Đầu tiên ví dụ như bây giờ các bạn muốn tìm được khóa gì, ví dụ như bây giờ các bạn gõ từ khóa là Sơn PS cách tuyển
cách tuyển rep đi chẳng hạn. Thì Sơn đã có cái video Sơn dạy cho các bạn từ trước đó rồi. Các bạn đã xem cái video đó về cách tuyển rep của Sơn. Đó, hãy làm theo những cái hướng dẫn. Thì đây đó là mình không có giấu các bạn điều gì hết. Tất cả mọi thứ mình đều có những cái chỉ dẫn trước đó rồi các bạn. Thậm chí cách đây 3 năm này, cái video của mình có 20.000 lượt xem. Mình cũng đã dạy cho các bạn cách tuyển referral rồi. Chứ mình cũng có giấu gì đâu. Quan trọng là các bạn có tin tưởng và các bạn làm theo những cái chỉ dẫn của mình hay không thôi. Được chưa? Rồi, còn cái tháng này thì mình cũng có nói với các bạn đó. Đó là mình đang khai giảng cái chương trình. Nó có tên là Money Money Never Sleep. Có nghĩa là tiền không bao giờ ngủ. Thì cái chương trình này là chương trình đào tạo trả phí. Bạn nào thực sự quan tâm về chương trình này và muốn học cái cách tạo được nguồn thu nhập, kiếm được thêm 50 70 triệu một tháng thì các bạn có thể là trực tiếp liên hệ với Sơn. Sơn sẽ huấn luyện cho các bạn để các bạn có thể được làm được những cái gì mà Sơn đang làm. Và trong cái chương trình này mình sẽ dạy cho các bạn là hơn 30 cách tạo thu nhập trên online bền vững mà bây giờ vẫn còn ra được cái kết quả, được chưa? Thực sự các bạn biết rất là nhiều người bây giờ đang chia sẻ đang kiếm được tiền trên online, thậm chí sinh năm 2000 hay là 100 hay là 1996 97 mà kiếm được thu nhập hàng trăm triệu thì đều đâu đó cũng là đều học trò của Sơn đó các bạn. Thực sự các bạn hãy tìm hiểu sâu vào đi. Những cái thu nhập này là các bạn làm được. Thì cái chương trình Money Never Sleep này đáng lẽ ra Sơn sẽ bán với cái chương trình này với trị giá là 46 triệu. Học phí không hề nhỏ một chút nào, bởi vì các bạn sẽ đạt được cái thành quả tương xứng. Nhưng ở thời điểm hiện tại thì mình đang nhận đâu đó khoảng 10 bạn, duy nhất 10 bạn thôi. Thì cái học phí hiện tại đang còn là 9 triệu 868 nghìn. Bạn nào quan tâm thì inbox của Sơn và ghi là tôi muốn học Money Never Sleep. Đó, thì sau đó để lại cái số điện thoại, sau đó thì Sơn sẽ liên hệ lại với các bạn nhé. Rồi thì nếu như bây giờ bạn chưa đủ điều kiện thì cố gắng cứ làm theo những chỉ dẫn của Sơn trên kênh YouTube. Đó, đến khi nào các bạn kiếm được tiền và các bạn đã nói anh Sơn ơi em muốn lên được level cao hơn, anh Sơn ơi em muốn kiếm được nhiều tiền hơn nữa, anh Sơn ơi em muốn thành công hơn thì đăng ký những chương trình học chuyên sâu của Sơn. Đó là những chương trình trả phí thì cái giá trị nó sẽ tương xứng với số tiền mà bạn bỏ ra, bạn đầu tư. Nó giống như kiến thức các bạn học một cái nghề tay trái, bạn kiếm được thêm thu nhập cho bạn. Ok, rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nên nếu như bạn thấy nó có hữu ích thì đừng quên bấm một nút like và đăng ký kênh YouTube của Sơn để được nhận những video mới nhất trong thời gian tới nha. Thì cái lời cuối ở đây đó là nếu như bạn đăng ký chương trình Money Never Sleep thì tất cả những cái dự án này về sau khi mà Sơn cập nhật lên có thể là tới 40 cách, 50 cách tạo được thu nhập. Có những cái cách mà nó sẽ theo trend. Các bạn có thể kiếm được vài trăm triệu giống như mà Sơn đã làm với kiếm tiền với Ray các bạn. Thì Sơn vẫn sẽ dạy cho các bạn về những cách kiếm tiền như vậy. Đó, để các bạn được cập nhật theo đúng xu hướng. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye các bạn.